Anh bằng kiểm tra lại sao mình chưa biết anh Thống không nghe được thì phải. Vâng, anh nghe không được đó anh Bằng à. Vâng, anh có nghe được tiếng tôi không anh?
cũng cho rằng là hiện nay Đảng, Nhà nước Việt Nam đã bán nước cho Tàu và làm lô lệ cho Tàu. Đây là một chiêu bài mà chúng xoáy sâu vào tâm lý của người Việt Nam, là từ trước đến nay người dân Việt Nam rất bất bình và căm phẫn đối với những cái hành vi xuyên tạc này. Thì thưa với các anh, các chị cũng như là các quý vị khán giả, ở cái chỗ là cái truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam 4.000 năm qua, rất nhiều những chiến công là hào hùng trong lịch sử đã minh chứng cho cái sự đấu tranh anh dũng kiên cường của dân tộc Việt Nam trong vấn đề đánh đuổi ngoại xâm, và tinh thần yêu quê hương đất nước của dân tộc Việt Nam chưa một lúc nào ngừng, luôn luôn nêu cao cái tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu quê hương đất nước và không chịu làm nô lệ cho bất kể một kẻ ngoại bang nào. Và lịch sử đã minh chứng rất cụ thể qua những chiến công và cái dã tâm dọc phương Bắc. Thì qua các cái triều đại phong kiến thì chúng đã thể hiện cái điều đó rồi, và cái tinh thần anh dũng kiên cường bất khuất và nhất định không làm nô lệ cho ngoại bang đã được minh chứng. Thế thì cái việc này thì bản thân các cái thế lực thù địch cũng như các cái trẻ kẻ không có thiện chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thì chúng luôn xoáy vào cái điều này để chúng xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng. Thì bây giờ phải nói như thế này, trong cái tình hình đất nước chúng ta đã sạch bóng quân thù 43 năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân đã tập trung hăng say lao động sản xuất để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Và Đảng ta cũng lấy phương châm là gì? Giai đoạn này bám sát vào tình hình trong nước cũng như là tình hình quốc tế trên các cơ sở, các mối quan hệ quốc tế đó, Đảng ra một cái chủ trương rất đúng đắn, định hướng cho đường lối lãnh đạo đó là gì? Là Việt Nam muốn làm bạn bè với tất cả các dân tộc trên thế giới. Cái thứ hai, Việt Nam cũng không có liên kết đối với một quốc gia nào để chống phá một nước thứ ba. Thế thì cái việc mà chúng cứ xuyên tạc rằng là Việt Nam bán nước cho Tàu, làm lưu lệ cho Tàu, thì đây là một cái hành vi xuyên tạc, vu khống, bóp méo một cách trơ trẽn nhằm phục vụ cho cái động cơ, mục đích của chúng là gì? Là chống phá Đảng và Nhà nước, cũng như là kích động quần chúng nhân dân, gây lên cái sự bất ổn của xã hội, cũng như là gây giảm cái uy tín của Đảng, cũng như là cái tinh thần đoàn kết của toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một vấn đề nữa cũng phải khẳng định, nếu Đảng, Nhà nước Việt Nam với một cái phương châm độc lập, tự chủ, tự quyền và không phụ thuộc, tuy nhiên phải bám sát vào cái tình hình quan hệ quốc tế, thì chúng ta đều có các cái mối quan hệ hội nhập về lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa đó. Thì trong cái vấn đề này thì chúng cứ ra giải pháp như vậy thôi. Đảng luôn luôn chăm lo cuộc sống cho nhân dân đất nước, đồng thời chăm lo đầu tư tất cả các cái cơ sở hạ tầng cũng như đảm bảo các công tác an ninh và quốc phòng. Cũng lo làm sao nhìn thấy, chúng phải nhìn mở mắt ra để nhìn thấy rằng gì, hiện nay Đảng và Nhà nước quan tâm đến lĩnh vực an ninh và quốc phòng, hàng năm ngân sách nhà nước đều tập trung đầu tư cho vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ sự độc lập tự do của đất nước. Thì cái việc này chúng chỉ xuyên tạc, nhưng đối với nhân dân đất nước Việt Nam ấy, thì chúng ta luôn luôn với cái tinh thần yêu quê hương đất nước, với cái tinh thần đoàn kết một lòng, chưa lúc nào khuất phục một kẻ ngoại bang dù to lớn đến đâu ở trên thế giới này. Thì cái việc xuyên tạc của chúng nó thì cũng chỉ là một cái chiêu bài mà thôi. Tuy nhiên nhân dân đất nước Việt Nam chúng ta luôn luôn nâng cao tinh thần và ý thức cảnh giác với các cái luận điệu xuyên tạc cũng như các cái chiêu bài này, nhằm vào các cái mục đích nhất là về mặt tư tưởng và văn hóa của người dân trong nước. Thì qua cái chương trình hội luận của anh Bằng cũng như là tất cả các anh em ở trên diễn đàn, thì tôi cùng trước mắt là xin được chia sẻ một số những nội dung trước là như vậy. Xin mời anh tiếp tục. Vâng, xin kính mời anh Thành Trung có ý kiến về vấn đề ở Việt Nam, vấn đề cho Trung Quốc không ạ? Vâng, xin kính mời. Xin chào Bằng Nguyễn và tất cả bà con. Thì vừa qua là chỗ anh Thông Nguyễn và anh Vương Hùng cũng đã nói lên một cái vấn đề Việt Nam có sức của chúng tôi không. Tôi chỉ tham gia một vấn đề này. Phải nói là Việt Nam chúng ta đấy là một nước tự do độc lập. Chúng ta vẫn biết rằng đất nước ta đã trải qua 4.000 năm lịch sử, 4.000 năm lịch sử, và trong đó có 1.000 năm đô hộ của Trung Quốc, đúng không? Gọi là của dân phương Bắc, của đời Tống, đời Thanh và các quân Nguyên Mông. Đấy. Thì vậy thì kinh tế Việt Nam có phụ thuộc Trung Quốc hay không? Thì hiện nay chúng ta là một nước độc lập, có chủ quyền, kinh tế chúng ta tự cung, tự cấp và phát triển với bạn bè quốc tế. Tất cả Trung Quốc và Mỹ, Liên Xô và các nước khác, chúng ta đều quan hệ ngoại giao để phát triển kinh tế. Các công ty nước ngoài như Nhật Bản,
Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Mỹ này, rồi là tất cả các nước như Ấn Độ đều được đầu tư vào Việt Nam, đầu tư Việt Nam. Thế thì cớ gì mà chúng ta phải phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc? Mặc dù giờ các thế lực phản động ở trong và ngoài nước, chúng nói hiện nay chúng ta đã bán đất, bán biển Trung Quốc và hiện nay là người Trung Quốc đã giải khắp đất nước Việt Nam. Đấy là một điều xuyên tạc và vu khống của bọn chúng, chỉ nửa bịp được những cái kẻ tâm thần hoang tưởng và những kẻ 43 năm đã tụt quần chạy trung càng ở nước ngoài mà hiện nay chưa về đến Việt Nam. Thì chúng ta người dân trong nước, hơn nữa là hơn 90 triệu dân trong nước, chúng ta biết được chúng ta đang ở vị trí nào và đất nước ta phát triển kinh tế ra làm sao. Thì làm sao mà chúng ta phải phụ thuộc vào Trung Quốc? Đấy là cái luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, và trong đó bà con chúng ta cũng là phải lắng nghe và biết được nền kinh tế của chúng ta như thế nào. Đó là xin mời bà Nguyễn. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Trần Thị Trung về vấn đề coi như là hiện nay Việt Nam có độc lập tự chủ không hay là làm nô lệ cho Trung Quốc. Vâng, tôi xin ở đây xin mời anh Bình Dương sẽ phát biểu ý kiến của anh về vấn đề này. Vâng, em cảm ơn anh Bảo và thưa các anh chị, các anh chị đã biết rồi, đất nước chúng ta là một đất nước giáp ranh với lại một nước láng giềng Trung Quốc. Và nước láng giềng Trung Quốc hiện tại bây giờ thì các anh chị cũng đã biết rồi, đây là một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Và cái về kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có được một cái lợi thế nhất định, và bên cạnh cái lợi thế đó thì cũng có cả những cái mặt những cái mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn ở phía sau những vấn đề này. Thì là một cái công dân của Việt Nam thì Dương cũng có một cái trách nhiệm của mình và cố gắng mình nhìn ra những cái điểm gì để mình đừng để ảnh hưởng đến những cái vấn đề về kinh tế của bản thân nói chung. Dạ, Dương xin cảm ơn. Vâng, tôi cũng có một số ý kiến như này. Như tất cả các anh, các chị và các bạn đều biết, đất nước Trung Quốc hiện nay là một đất nước rất phát triển. Hiện nay, cái nền kinh tế của Trung Quốc đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ. Vâng, thì theo dự đoán của các nhà kinh tế thì cỡ khoảng năm 2020 thì nền kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Thì bây giờ tất cả các bạn đều hiểu rằng là Trung Quốc và Việt Nam có một đường biên giới rất dài và gần gũi với lại đất nước Việt Nam. Cái phong tục tập quán của những người Trung Quốc giống Việt Nam, cái sự tiêu dùng của những người Trung Quốc giống Việt Nam. Cho nên là hiện nay những cái từ những lợi thế đó thì Việt Nam chúng ta phải quan hệ thật tốt với Trung Quốc để mà cái sự giao thương buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc càng ngày càng tăng cao lên để cho đất nước Việt Nam chúng ta càng ngày càng phát triển. Nhưng theo tôi nghĩ, hiện nay tôi nghĩ là cái tiềm năng của sự phát triển về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc còn rất là lớn, nhưng hiện nay mình cũng chưa đáp ứng được những cái tiềm năng đó. Ví dụ như này, hiện nay cái sự đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay cũng so với lại cái tiềm năng chưa được lớn lắm. Thì như các bạn đã biết là cái đầu tư của các nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay nó đứng thứ 8 trong tất cả các nhà đầu tư vào Việt Nam. Đấy. Còn Trung Quốc thì là chỉ đầu tư vào những cơ sở hạ tầng của Việt Nam thôi. Hiện nay là Trung Quốc là đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam là lớn nhất. Vấn đề nữa là cái khách du lịch của Trung Quốc ấy, hiện nay vào đất nước Việt Nam là khách du lịch của Trung Quốc chiếm 40% là tổng lượng khách du lịch. Thì cái tiềm năng á, để phát triển cái kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam hiện nay còn rất lớn. Thành công là Đảng và nhà nước Việt Nam đã nhận ra những điều này, cũng không phải vì là cái sự chống đối của những bọn chống đối cực đoan mà chúng ta coi như là không hợp tác về và phát triển với Trung Quốc về cái mặt kinh tế chính trị xã hội. Và một cái điều quan trọng nữa là Việt Nam và Trung Quốc về trình độ về cái chế độ chính trị ấy, thì đều do Đảng Cộng sản Việt Nam ở bên Trung Quốc là do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, và ở
Việt Nam là do cái Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đấy, cùng là những cái tương đồng như thế thì chúng ta là những người dân trong nước thì chúng ta mong muốn là cái sự phát triển về kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam càng ngày càng lớn. Nhưng mà hiện nay, theo tôi được biết là cái quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, thì hiện nay Việt Nam nhập siêu ở Trung Quốc rất nhiều, chủ yếu là những cái máy móc thiết bị, vì là cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang phát triển, cho nên là những máy móc thiết bị của Trung Quốc, tuy nhiên nó có xấu hơn ở bên Nhật Bản hoặc là bên EU hoặc là bên Mỹ chẳng hạn, nhưng nó phù hợp với cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. Theo như là cái số liệu tôi nắm vững được ấy, thì là năm 2017 là cái nhập siêu của Việt Nam đã giảm được 6 tỷ đô la, tức là năm 2016 ấy, là nhập siêu của Việt Nam là 28 tỷ đô la, mà trong năm 2017 thì là mình nhập siêu giữa Việt Nam và của Việt Nam đối với Trung Quốc là có 22 tỷ đô la thôi, thì chính mình cũng giảm được 6 tỷ đô la. Đó là cũng là những cái thành tựu mà tức là Việt Nam và quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc thì mình cũng giảm được cái vấn đề nhập siêu như thế, thì tôi nghĩ là cái vấn đề đó rất là tốt đó. Và thì đấy là cái ý kiến của tôi. Tất nhiên là cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thì cũng còn rất là nhiều vấn đề để mà nói, thì là tôi xin mời anh Vương Hùng thì có một ý kiến gì nữa không? Vâng, sau này anh Tung sẽ thêm ý kiến đi. Vương Hùng xin được tiếp ra những cái bản bằng lời kinh này. Vương rất là đồng tình với cái ý kiến của các anh cũng đã có những chia sẻ, và anh bằng lời rất là cụ thể trong cái vấn đề là chậm tan lại những cái luận điểm xuyên tạc của các thế lực nói chung là chúng đang đã xuyên tạc là Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc. Thế thì phải nói như thế này, tức là anh Bồng Nguyễn cũng nói thì Vương cũng nói theo, và nó rất là cơ sở, rất là thực tế ở cái chỗ nào Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có một cái đường biên giới đất liền rất dài, và cái điều kiện đời sống văn hóa tinh thần và cái nền văn hóa từ xa xưa đến nay ấy của Việt Nam và Trung Quốc có những cái nét rất tương đồng, rất nét tương đồng. Và đồng thời trong cái quá trình lịch sử từ xa xưa đến nay thì trải qua các cái triều đại phong kiến thì dân tộc Việt Nam và nhân dân Trung Quốc thì chúng ta đều có những cái giai đoạn là bất hòa, nhưng đồng thời cũng có những cái giai đoạn là hữu hảo. Thế tuy nhiên ấy, dù ở mỗi cái triều đại phong kiến nào nó xảy ra cái vấn đề bất hòa thì nhân dân dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam vẫn luôn luôn khẳng định được cái ý nghĩa giá trị về cái vấn đề độc lập và chủ quyền. Chứ chúng ta dân tộc Việt Nam chưa bao giờ khuất phục một kẻ dù to lớn nào, nhất là đối với giặc phương Bắc. Thì ở từ cái nét tương đồng này cộng với cái tình hình quốc tế và tình hình hai quốc gia hiện nay thì cái vấn đề là Việt Nam đã mở cửa và hội nhập quốc tế trên cả các lĩnh vực, từ vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thì trong đó vấn đề kinh tế ở chỗ là hai cái quốc gia có đường biên giới đất liền rất dài, đồng thời có những cái nét văn hóa tương đồng như vậy, và Trung Quốc là một cái thị trường rất lớn. Bởi vì chúng ta đã biết rồi, Trung Quốc hiện nay cũng đã lan tỏa đến tất cả các quốc gia trên thế giới, và nhiều quốc gia trên thế giới cũng lấy thị trường Trung Quốc làm trọng. Thì không có lý gì Việt Nam để phát triển và xây dựng đất nước trong lĩnh vực kinh tế không tận dụng cái thị trường đông dân của Trung Quốc. Và một cái vấn đề rất quan trọng đó là thị trường Trung Quốc nó rất tương đồng với thị trường Việt Nam. Cái thứ hai là tất cả những cái yếu tố liên quan đến vấn đề tiêu thụ các cái sản phẩm sản xuất, nuôi trồng và săn bắt của Việt Nam khi mà xuất sang Trung Quốc là rất là thuận. Thành ra khi mà chúng ta đã hội nhập và mở cửa trong vấn đề phát triển kinh tế thì đương nhiên chúng ta phải thực hiện cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng để làm sao phát triển kinh tế một cách nó phù hợp với cái điều kiện thực tế, là cái địa thị trường nào mà nó tiêu thụ được nhiều cái sản phẩm để chúng ta có lợi nhuận và đảm bảo cái hoạt động lao động sản xuất cũng như là nuôi trồng và săn bắt hải sản. Như vậy ở thị trường Trung Quốc bây giờ nó rất là thuận ở cái chỗ là dễ chấp nhận được những cái sản phẩm do Việt Nam xuất khẩu. Chứ bây giờ phải nói như thế này, có những cái sản phẩm Việt Nam xuất sang các cái nước phương Tây hoặc một số quốc gia khác, nếu về vấn đề tiêu chí là chúng ta chưa đủ điều kiện, bởi vì cái công nghệ cũng như là cái khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa đáp ứng được chẳng hạn, thì cái thị trường Trung Quốc là một cái thị trường nó rất là thuận lợi và rất dễ trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm, thì lý gì chúng ta không tận dụng cái thị trường đó để chúng ta phát triển về vấn đề giao thương và thu lại cái lợi nhuận cho nhân dân đất nước. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là chúng cho rằng là
chúng ta bị phụ thuộc. Thì tôi cho rằng Việt Nam phụ thuộc cả cái tình hình quốc tế chứ chả riêng một quốc gia nào. Bởi khi chúng ta đã hội nhập và mở rộng quan hệ đối ngoại thì chúng ta chịu ảnh hưởng của tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, để làm sao chúng ta chọn ra một cái con đường đúng đắn nhất, đem lại cái liều nhiều cái lợi ích tích cực nhất cho nhân dân và đất nước. Thì Đảng tổ chức lãnh đạo là như vậy. Rồi ở cái vấn đề là bây giờ chúng ta bị phụ thuộc là phụ thuộc ở trong cái hoạt động giao thương, phát triển kinh tế, chứ chúng ta không phụ thuộc hoàn toàn về vấn đề chính trị hay phụ thuộc về cái vấn đề an ninh và quốc phòng. Thì các tổ chức cá nhân mà thù địch với nhà nước Việt Nam, chúng luôn luôn sử dụng cái chiêu bài cho rằng Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc kể cả về vấn đề chính trị và kinh tế, và dẫn đến cái tình trạng làm nô lệ cho tàu. Thì cái vấn đề đấy là cái vấn đề xuyên tạc, bởi vì chúng ta nhìn thấy ở chỉ có nhân dân ở trong nước chúng ta nhìn rất rõ là cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam và sự quản lý của nhà nước Việt Nam trong vấn đề đối ngoại là luôn luôn đưa ra những cái chủ trương đường lối đúng đắn nhất, tích cực nhất, và trên cái quan điểm chung nhất là gì? Là vì lợi ích của quốc gia dân tộc, và trong đó có vấn đề là an ninh quốc phòng. Và an ninh quốc phòng là một trong những lĩnh vực được Đảng nhà nước quan tâm thường xuyên trong năm, lúc nào cũng đầu tư quan trọng đưa lên hàng đầu. Rồi thứ hai, cái vấn đề phát triển kinh tế cùng song hành với nó. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta phải nhớ là hàng ngày hàng giờ Đảng luôn luôn có những cái chủ trương đường lối lãnh đạo cũng như sự quản lý nhà nước, và cùng với tinh thần đoàn